Good morning, Khoa từ Tiên Quyền Daily Today. Hôm nay đã là 26 âm lịch, là gần tới Tết rồi. Mình mới vừa đáp xuống thành phố Hồ Chí Minh và mình đã được tụi team rủ đi chụp. Mình chưa kịp làm gì luôn á. Đúng nghĩa mới vừa đặt đít xuống ghế là bị gọi đi chụp rồi đó. Và đây, hôm nay chúng ta làm gì vậy? Hôm nay chúng ta đi chụp hình áo dài ở chợ Bến Thành. Và hôm nay mình có bạn mẫu rất là mới, năm mới rồi, mẫu mới đó các bạn ha. Mình mặc đồ mới nè, mình là Lê Hằng của những ngày Tết. Ok, vậy là hôm nay chúng ta mặc áo dài chụp hình Tết ở chợ Bến Thành. Đây là một nơi rất là biểu tượng của thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà tuy mình chưa đi mình sống đây hai mấy năm nay nhưng mà mình chưa bao giờ bước chân vô chợ Bến Thành hết các bạn. Ok, hôm nay chúng ta sẽ khám phá nó và chúng ta sẽ chụp hình ở đây. Và các bạn có thể thấy là ở đây người ta chụp hình rất là nhiều, cũng là áo dài. Nói về những địa điểm chụp Tết ở Sài Gòn á, thì mình sẽ có rất là nhiều địa điểm. Ví dụ như là bạn có phố Ông Đồ nè, có những cái nơi trang trí Tết rất là nhiều. Nhưng mà bữa nay á, lý do là Hằng chọn một cái bộ áo dài theo phong cách Bắc như vậy, cho nên mình không thể nào đi qua những cái điểm như là phố Ông Đồ hay là những cái nơi trang trí kiểu Tết miền Nam được. Bởi vì ở đó nó có hoa mai màu vàng, mình nghĩ nó sẽ không hợp với concept này. Cho nên quyết định là mình sẽ chọn chợ Bến Thành. Tại vì đây là một địa điểm mình đánh giá là dễ chụp. Và các bạn có thể mặc, có thể là hầu như là tất cả cái bộ áo dài nào bạn mặc ra đây đều chụp hợp hết. Để thêm cái phụ kiện để cho Hằng chụp á, thì mình có đầu tư một cái bộ bó bông hoa ly. Lý do mình chọn hoa ly tại vì mình thấy mấy bạn chụp hoa đào, hoa mai nhiều quá rồi, và thậm chí có cả bông huệ, bông layer nữa, bông vạn thọ nữa có luôn. Cho nên mình lấy bông ly cho nó lạ. Và bây giờ Thắng sẽ bắt đầu chụp Hằng ở ngoài chợ. Tại vì mình rủ vô chợ không chịu đi, bạn nói là vô trọng tối quá, chụp ngoài đây trước cho nó sáng. Và hôm nay thời tiết rất là đẹp ha, nó không hề có nắng, trời trong xanh, thiệt ra mình muốn tí mây nhiều đó. Không, nắng giờ này hết chụp được rồi, giờ này không nắng là tốt nhất. Bây giờ là 9 giờ trên tay Thắng đây là combo xóa phông kinh khủng nhất của team tụi mình, đó là 85 với lại cái 6300 máy. 6300 là một cái máy crop mà mình lại gắn một cái lens 85 full frame vô, cho nên là nó sẽ xóa phông rất là kinh khủng mấy bạn ạ. Kinh khủng. Như vậy có thể thấy với combo lens 85 gắn trên cái máy 6300, đây là một cái crop cho nên là cái tiêu cự nó rất là xa. Từ 85 nó sẽ lên khoảng 135 luôn, nên Thắng phải đứng rất là xa. Và đứng xa như vậy là Thắng đang chụp toàn cảnh đó các bạn. Bây giờ bạn sẽ vô chụp trung nửa người. Cuối cùng là chụp cận luôn, tiến gần vào, chụp cận luôn. Và điều này mình đã nói không dưới 100 lần và mình sẽ nói 100 lần nữa. Các bạn hãy chụp nhiều góc máy nhất có thể, các bạn tới gần, các bạn ra xa. Để mà khi về nhà, hình của bạn thật là đa dạng. Mẫu của bạn có thể chọn được nhiều tấm, chứ không phải tấm nào cũng như tấm nào. Mọi người đang chụp rồi các bạn. Nhiệm vụ mình hôm nay là đi quay thôi, mình chỉ quay B-roll thôi, mình không làm gì hết á. Và bây giờ là các bạn đang chụp một tí ảnh couple ha. Ok. Để lát nữa mình sẽ kêu Thắng là chia sẻ một số mẹo để mà chụp couple. Sau khi các bạn chụp lần đầu thì bị hơi đơ ha, mình đã chỉnh lại vài thứ. Và bây giờ mình sẽ cho hai bạn đứng gần lại bằng cách bắt hai cái tay vô nhau. Móc cái tay dính vô nhau luôn. Hai đứa mới chịu lại gần rồi. Khó ghê. Xin lỗi các bạn vì sự gián đoạn nho nhỏ này. Bây giờ mình ngồi xuống để mà edit cái video này á, thì mình mới nhận ra là trong đoạn clip tiếp theo, trên tay mình cầm cái mic và mình nói liên thuyên rất là nhiều. Nhưng mà cả cái khoảng thời gian đó thì cái mic chưa được bấm nút thu âm. Mình đang chỉ cho bạn là hai vai đẩy ra sau, ngực ưỡn lên, hai tay thả lỏng và đánh nhẹ nhàng thoải mái. Mặt thì phải nhìn thẳng hoặc là cao lên trên chứ không được nhìn xuống đất. Và cũng như là tướng đi để làm sao mà cho lên hình đẹp nhất có thể. Sau lần thứ N thử thì mình thấy cái lens mình chọn nó chật quá, cho nên mình quyết định là mình muốn cái hình nó mang tính phóng sự hơn, nên có chuyển động nhiều hơn. Mình quyết định là mình sẽ chọn lens rộng ra để mình khoe cái phần background về sau. Bây giờ mình sẽ chụp lại cho các bạn coi.
từ nãy giờ mình gian nắng chỗ này rồi á, mới thấy suốt chụp hình ở đây sao? Thì rất là đẹp nhưng mà chỉ khi nó không có nắng gắt thôi. Em thấy sao anh? Dạ em thấy nó ổn, nhưng khi nắng gắt thì em mở mắt ra không được anh. Anh thấy hình như em đúng nghĩa là em đứng khóc ngoài nắng á. Dạ đúng rồi. Sao em quýnh bạn? Không có nha. Ở đây nó khóc kìa. Mọi người có thấy em quýnh đâu. Okay. Chụp giữa chừng rồi, chụp gọi là nửa buổi rồi mình mới nhận ra, mình mới biết đây là một cái buổi chụp couple các bạn à. Kiểu tôi mới tới không ai nói tôi gì tôi hết á, tôi chỉ biết là chụp ở chợ Bến Thành. Áo dài. Tôi cũng biết. Cái giờ mới lòi ra là chụp couple. Với cái concept này mình sẽ muốn là hình của mình nó được tự nhiên một tí. Ok không? Dạ ok. Cho nên là các bạn sẽ chụp chơi đùa giỡn với nhau là thứ nhất. Thứ hai, anh sẽ không tự chỉnh dáng cho các bạn sẽ phải tự nhiên hết mức có thể. Ok, và anh cũng sẽ chụp những cái khung hình rất là tự nhiên, cũng như là bắt khoảnh khắc vậy đó. Cho nên kiểu hình của mình gọi là nói thẳng ra là nó hơi hướng phóng sự một tí. Phóng sự hả? Ừ. Kiểu đi tới đâu chụp tới đó, thấy gì đẹp chụp liền á, hiểu không? Mình không có chuẩn bị gì hết trơn á. Vậy đây chính xác là cái clip mà chúng ta đi chụp couple đầu tiên với team. Cái clip couple này rất là bất ngờ, mình không có chuẩn bị gì hết trơn á. Sau khi mình bắt kịp cái tình hình ở đây thì mình quyết định là chỗ này chụp quá nhiều rồi. Với lại bây giờ nắng rất là gắt. Nắng nha, nào mà nãy giờ đè đã chụp được nè, mắt nheo vậy nè, mở mắt không được luôn. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ đổi vị trí một tí ha, chúng ta sẽ qua con đường kia đang rất là mát, tòa nhà cao, đường kia kìa. Bây giờ thì mình đang ở trong con phố đường Nguyễn An Ninh ha. Thì các bạn có thể thấy ở đây là con phố rất là khá là kiểu không sầm uất lắm, thì nó đủ trống để mình chụp hình được. Nó cũng đủ nhộn nhịp để mà mình có cảm giác hình nó không đơn điệu. Thì mình thấy con phố này nó kiểu một bên là nhà cổ, một bên là nhà hiện đại á. Nó sẽ kiểu giao thoa, hay cái thời điểm nó sẽ rất là hợp để mình chụp hình. Ở đây nó cũng nắng vừa đủ thôi, không có gắt quá, cho nên mình nghĩ là ở đây sẽ là điểm lý tưởng nếu mà các bạn chụp hình vào buổi trưa. Bây giờ mình sẽ chụp một vài tấm hình ở đây couple, và mình sẽ chỉ các bạn tạo dáng ở giữa con phố này như thế nào. Thấy vừa nói vừa đi game mệt rồi các bạn, tôi bắt nó đi game. Rồi, cái lợi thế nhất của cái việc các bạn ở giữa con phố mà hai bên cao như vậy là các bạn sẽ có thể đứng ở giữa chụp, thì mình sẽ có một cái bố cục nó hội tụ lại, các bạn sẽ là tâm điểm của tấm hình đó, nó sẽ làm dễ dàng nó bật chủ thể bạn lên. Và một điểm nữa là ở con phố vắng như vậy các bạn có thể tận dụng những cái cửa hiệu. Mình thấy những cửa hiệu ở đây cũng khá là đẹp, mình sẽ có thể dùng nó để mình chụp hình. Đây ví dụ đây một cái. Một điều nữa là ở đây nắng nó không có gắt, cho nên các bạn có thể đứng mọi chỗ bạn chụp mà không bị mắc cấu trúc như nãy giờ Khoa phàn nàn bên chợ bên kia. Từ nãy giờ mình bắt mấy bạn đi cũng khá nhiều rồi, cho nên mình quyết định là mình sẽ không cho các bạn đi nữa, tại vì các bạn cũng khá là mệt rồi đúng không? Cho nên mình sẽ cho hai bạn này tương tác với nhau bằng cách giỡn ẩm lên, bế lên, đập nhau, quăng nhau, muốn làm gì thì làm, nhưng mà phải vui. Ok không? Huy mạnh tay như có thể cho anh. Cái đợt hình nãy anh thấy hình hai đứa chưa được tự nhiên, tức là mình có giỡn nhưng mà mấy đứa còn đang rất là gồng. Anh muốn là mình sẽ giỡn xong động tác đó, mình tiếp tục động tác khác chứ mình không dừng lại, mình làm cái flow nó liên tục luôn. Ok không? Giỡn không pha ke. Đúng rồi, theo ngôn ngữ của anh đó là giỡn không pha ke á. Cái mẹo mà để bạn chụp hình couple tự nhiên á, bạn nhớ cho mình là thắng nó không có ở đây. Ok, thắng tàng hình rồi, cái máy tự chụp. Ok không? Dạ ok. Các bạn đang coi hình lại ha, và mình có cảm giác là những cái hình này nó sẽ gọi là bị hơi đơ. Các bạn chưa có quen, đây là lần đầu các bạn chụp couple đó, cho nên hình các bạn sẽ không được tự nhiên cho lắm. Các bạn giỡn cũng không được tự nhiên lắm.
mình đang tìm cách khắc phục cái này. Ok, và mình đang nói với các bạn luôn, sau này các bạn hướng dẫn chụp couple rất là khó. Đó, các bạn sẽ hướng dẫn cho người ta làm sao mà quên là người ta phải đang chụp hình đi. Người ta phải quên là mình đang chụp hình và người ta kiểu quấn lấy nhau đấy. Phải vào chế độ chỉ có hai người thôi. Bây giờ là mình đang đi tìm cái khung nào mà ngồi được để cho hai bạn ngồi xuống và có thể dẫn tự nhiên nhất có thể. Mong là các bạn sẽ quên đi cái tâm lý là mình đang chụp hình, chỉ có hai đứa đang ngồi đó chơi với nhau thôi. Chỉ có như vậy là hình mới đẹp được thôi. Chúc các bạn thành công. Rồi nhớ nha, chỉ có hai người thôi, hai người thôi. Cảm thấy là các bạn ổn hơn rồi đó, chụp tự nhiên hơn rồi. Và với các bạn mà chụp ảnh lần đầu tiên có máy chỉ vào mặt mình, một máy chuyên nghiệp, thì bạn sẽ có tâm lý là hơi ngại nha, bạn không thể nào mà thể hiện bản thân được. Thì chúc bạn thành công về cái việc là thể hiện bản thân trước máy kính. Và nhớ, máy chụp hình không có ở đây, chỉ có bạn thôi. Và đó là toàn bộ cái buổi chụp hôm nay của mình, từ bên chợ Bến Thành qua tới cái hẻm đối diện này. Không đi vô chợ hả? Tôi thấy trong đó tối thui à ông giáo ơi. Vô rồi. Ừ. Tính ăn gì đó bụng phải không? Biết mà nó chưa ăn mấy bạn ơi, nó từ Phú Quốc mới về nó chưa có ăn gì hết. Mấy đứa thấy sao vụ chụp hôm nay? Em cảm thấy nó khá là vui vẻ, nhưng có một điều là lần đầu tiên chính là ảnh, nên là em hơi thiếu tự tin, nhưng mà rất là đẹp. Em sao? Lúc đầu tưởng có mình chụp mình em mà tự nhiên lòi ra hai em luôn, chụp hai em luôn. Cái tủ này của ai ta? Thì lúc đầu em chỉ xin chụp một tấm làm kỷ niệm thôi mà, đâu ra là 77498 luôn. Và đây là video cuối cùng của năm 2021. Chúc các bạn Tết vui vẻ. Hẹn các bạn vào năm sau. Chào tạm biệt. Năm mới vui vẻ. Chào.